Xin chào bạn, trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách bạn có thể tự tạo cái môi trường tiếng Anh cho riêng bản thân mình. Có thể là những người bạn của bạn và những người thân của bạn không nói tiếng Anh, nhưng mà bạn rất là muốn học tiếng Anh mà bạn muốn ở trong một cái môi trường nói tiếng Anh, nhưng mà những người chung quanh bạn không nói tiếng Anh, thì bạn phải làm như thế nào? Thì bạn tự tạo cái môi trường nói tiếng Anh cho riêng bạn. Hãy thay đổi những gì mình có thể thay đổi. Không cần phải thay đổi người khác, bắt người khác phải nói tiếng Anh. Nhưng mà có thể thay đổi những thứ mình có thể thay đổi chung quanh của mình. Thứ nhất là thay đổi ngôn ngữ trên điện thoại. Điện thoại là thứ mà mình sử dụng mỗi ngày. Khi mà thống kê lại thì bạn sẽ thấy là cái thời gian mà mình sử dụng cho cái điện thoại này mỗi ngày gần như là 10 tiếng trong một ngày. Cái cách mà mình sử dụng điện thoại á, mình đổi cái ngôn ngữ điện thoại, có nghĩa là mình đổi từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Vào phần cài đặt chung, kéo xuống, đây là ngôn ngữ và vùng ngôn ngữ của iPhone. Chuyển sang tiếng Anh. Đổi thành tiếng Anh. Như vậy, mỗi lần mà mình cầm cái điện thoại lên, mình thấy chữ tiếng Anh. Thí dụ như hôm nay là ngày thứ hai. Ngày thứ hai đây sẽ là Monday. Ok? Monday, thứ hai. Rồi, hôm nay là tháng 3, 13 tháng 3. Tháng 3 là March. Mới đầu chỉ là học ngày tháng thôi. Rồi xong, cái chỗ này là swipe up to unlock. Thì swipe up to open. Là mình vừa mở điện thoại lên là mình học được 3 từ rồi đó. Ngày, tháng và swipe up có nghĩa là nhấc lên để mở. Bạn gần như là đã thuộc cái cách mà sử dụng điện thoại bằng tiếng Việt. Và bạn không cần phải đọc tiếng Việt nữa là bạn cũng biết cái vị trí đó ở đâu rồi. Nhưng mà khi mà bạn thay đổi tiếng Anh, bạn biết cái vị trí đó bấm vô sẽ là cái chức năng đó. Nhưng mà khi bạn bỏ tiếng Anh vô thì bạn lại học được thêm một từ nữa. Ít nhất khi mà thay đổi cái ngôn ngữ tiếng Anh trong điện thoại thì bạn học được ngày tháng, rồi những cái tên trong cái app, những cái tên giống như là calendar. Calendar có nghĩa là lịch. Ở Việt Nam gọi là lịch nhưng mà ở đây gọi là calendar. Calendar tiếng Việt là lịch. Đồng hồ, clock. Note là ghi chú. Ghi chú là note. Khi mà bạn nhìn vô những cái app á, những cái hình ảnh trong cái app á, là mình có thể biết được cái đó là cái app gì. Nhưng mà khi dịch ra tiếng Anh á, là nó khác. Và mình nhớ cái hình này có nghĩa là ghi chú nè. Nhưng mà vô tiếng Anh nó sẽ là note. Khi bấm vô cái phần phone thì cái chỗ này sẽ là keypad thay vì bàn phím. Và contact là danh bạ, nhưng mà đó là tiếng Anh là contact. Thì mình học được thêm nhiều cái từ vựng tiếng Anh thêm nữa. Mỗi lần mà bạn cầm cái điện thoại lên đó, là bạn sẽ học được thêm một từ tiếng Anh nữa. Lúc đầu sẽ thấy rất là khó chịu, nhưng mà sau đó, mình sẽ học được rất là nhiều từ vựng tiếng Anh nhờ cách thay đổi ngôn ngữ điện thoại này. Thứ hai là thay đổi ngôn ngữ trên những cái app của mạng xã hội. Có nghĩa là bạn xài cái app nào nhiều nhất thì bạn cứ thay đổi cái app đó qua cái tiếng Anh, cái ngôn ngữ của nó là tiếng Anh là English. Thì nếu bản thân mình là mình xài Facebook nhiều thì mình sẽ đổi cái ngôn ngữ Facebook thành từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Rồi YouTube cũng như vậy, từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Instagram cũng vậy, TikTok cũng vậy. Thì lúc mà mình bấm vô á, mình sẽ không hiểu họ đang nói gì. Nhưng mà bạn từ từ bạn sẽ quen. Nếu bạn không tự tin và bạn không có biết cái chữ đó chữ gì và giống như là sợ bấm sai hay gì thì mình có Google Translate. Ok. Google dịch á. Nếu mà bạn nào ngày trước á là đã xài tiếng Việt không thì khi mà bạn đổi qua tiếng Anh á, bạn cảm thấy rất là khó chịu. Bạn nói trời cái gì mà không hiểu gì hết. Nhưng mà nếu bạn có ý muốn học tiếng Anh thì bạn sẽ quen với cái chuyện đó. Bạn sẽ cảm thấy là nhờ vậy mà bạn học được thêm những từ vựng tiếng Anh.
Bản thân mình khi mà mình bước chân qua Úc này là mình đổi tất cả các ngôn ngữ sang tiếng Anh, tại vì mình biết là mình cần phải học tiếng Anh, nên không mình không thể nào mà mình đang sống ở Úc mà mình bỏ cái phone của mình theo ngôn ngữ tiếng Việt được. Như vậy thì cái thời gian mà mình ở trên phone á là rất là nhiều, nên á mình cứ nhìn vô cái điện thoại thì mình thấy toàn chữ tiếng Anh thôi, thì đó là cái môi trường tiếng Anh hiệu quả đầu tiên mà mình có thể tự tạo cho riêng bản thân mình. Thứ ba là thay đổi cách nghe nhạc. Biết là nếu bạn nói tiếng Việt thì bạn rất là thích nghe nhạc của tiếng Việt của Sơn Tùng, MTP, nó là cái trending hiện giờ, cũng như là cái xu hướng mà mọi người nghe nhạc hiện giờ. Nhưng mà nếu bạn muốn học tiếng Anh thì hãy lựa bài hát tiếng Anh. Nó cũ cũng được, nó xưa cũng được, nó không có trending cũng được, nhưng mà cái bài đó bạn nghe và bạn có cảm tình với nó thì cứ việc đè cái bài đó ra nghe. Có cứ việc nghe cái bài đó xong rồi mình tìm cái lyric. Cái lyric là cái lời của cái bài nhạc đó. Thì khi mà bạn nghe cái bài nhạc đó xong mà mình tìm ra cái lời, tại vì mình có cảm tình với lại cái bài đó nên thế nào mình cũng sẽ nhẩm theo cái bài đó, và nếu có lyric thì mình có thể hát theo, hát theo, nhẩm theo cái lời của bài đó, và từ từ mình không hiểu là ồ cái lời nói gì vậy thì Google Translate, Google dịch, và sau đó thì mình hiểu cái ý nghĩa đó, mình nói ồ cái bài này hay dễ sợ luôn đó, thì từ từ bạn sẽ tiếp xúc được nhiều với những bài hát tiếng Anh khác nữa. Mình tìm ra cái phương pháp học tiếng Anh qua có những cái bài nhạc này á là lúc mà mình đi làm ở trong một cái tiệm cà phê, thì mình có nghe được cái bài Someone Like You của Adele, và Battlefield của Jordan Sparks, Paparazzi của Lady Gaga. Thì mình nghe những cái bài đó xong cái mình nói wow, cái nhạc nó hay hay. Xong rồi cái mình mới hỏi người ta là ủa cái bài đó bài gì vậy, để mình search lên, xong rồi mình search, mình về nhà mình coi, xong rồi mình bấm vô cái lyric á mình coi nó là bài gì, rồi xong rồi ngày nào mình cũng về mình nghe cái bài đó và mình hát theo cái lyric đó, và hát theo lyric đó thì từ từ mình hát xong mà mình hiểu hiểu cái lyric đó, xong rồi cái mình đi đâu cái mình cũng nghe cái bài đó, tại lúc đó bài đó rất những cái bài đó rất là hot đó bạn, đi đâu cũng nghe hết á, đi đâu quán cà phê nào cũng nghe hết, thì mỗi lần mà cái bài đó lên bắt đầu là mình nhớ lại à cái lyric đó là nó như thế này rồi mình hiểu cái ý nghĩa đó nữa thì mình thích cái bài nhạc đó luôn. Đó là cái cách mà mình học tiếng Anh bằng bài hát, có nghĩa là mình hiểu được chút chút về cái từ vựng nè, rồi mình hiểu được cái ý nghĩa của bài hát nè, mà mình biết được thêm nhiều bài tiếng Anh nữa. Mặc dù là tiếng Anh ngữ pháp của những cái bài nhạc đó có thể là không đúng, nhưng mà nó có ý nghĩa, nói ra người ta hiểu. Thứ tư là xem những video bạn thích bằng tiếng Anh. Có thể những cái đoạn video đó là documentary hay là những cái đoạn video về phim, giống như là movie hoặc là những cái đoạn phim ngắn thôi, nhưng mà nó là tiếng Anh. Mình không nói trên TikTok các bạn nhé, mình không nói trên TikTok. Tại vì TikTok thì có những cái từ mà mình cũng hơi nghe nó cũng khó, nhưng mà cái này là đoạn documentary hay là về thú vật ở trong rừng hoặc là news, giống như là mình biết cái tin tức đó là như vậy, mình biết những gì xảy ra như vậy tại vì mình nhờ mình đọc báo tiếng Việt. Nhưng mà khi mà mình xem video của tiếng Anh thì mình cũng mường tượng ra là họ đang nói cái gì. Ví dụ như Brightside nó có hai kênh là Brightside và Soi Sáng, thì trong Soi Sáng nó nói về tiếng Việt, nó nói về cái video đó nhưng mà tiếng Việt, còn bên Brightside là họ cũng y chang cái nội dung đó luôn nhưng mà chỉ là ngôn ngữ tiếng Anh thôi, thì mình đã thuộc lòng cái nội dung của bên Soi Sáng rồi, mình rất là thích cái đoạn đó, thì mình qua tiếng Anh là Brightside thì mình nghe tiếng Anh thì mình hiểu được thêm nữa những cái gì mà họ đã nói trong cái video tiếng Việt, thì từ đó mình học tiếng Anh theo cái video đó. Thứ năm là mình thay đổi cái đọc báo. Thường lệ là bạn sẽ đọc báo tiếng Việt ha.
Nhưng mà khi mà bạn đọc báo tiếng Việt, bạn hiểu cái vấn đề đó rồi á, thì bạn thử qua tiếng Anh, bạn xem cái bài báo đó giống giống như vậy đó, giống cái nội dung như vậy nhưng mà nó bằng tiếng Anh. Tại bạn đã hiểu cái nội dung trong cái bài báo rồi, thì bây giờ chỉ cần đọc tiếng Anh để coi coi người viết tiếng Anh đó, họ nói về cái vấn đề gì. Và từ đó là mình học tiếng Anh bằng cái bài báo đó. Còn nếu bạn tìm thấy nhiều từ nó khó quá thì Google Translate, Google Dịch, nó sẽ là người bạn đồng hành của mình khi mà mình học tiếng Anh. Tại thực sự không phải là từ nào mình cũng biết hết được, nhưng mà Google Translate nó giúp mình rất là nhiều trong cái việc học tiếng Anh. Có thể là từ ngữ nó chưa có sát nghĩa, nhưng mà mình cũng phải là mường tượng ra là cái ý nghĩa đó là gì. Tại vì cái nội dung đó là mình đã biết rồi mà. Thứ bảy là thay đổi thói quen chơi game. Nếu mà cái điện thoại là cái dụng cụ để bạn chơi game thì bạn hãy thay đổi cái game của bạn á. Thay vì những cái game mà giống như là chơi giống như con nít nha, thì thay vì vậy thì bạn hãy thay đổi cách chơi game của bạn là cách game học tiếng Anh, những cái game học tiếng Anh. Mình mới tìm ra đó một cái game mà để học tiếng Anh mà hiện giờ là mình đang sử dụng nó để học thêm tiếng Anh. Đây là Figurids. Đoán ngồi đoán từ, ngồi đoán từ, như đoán từ như thế này. Đây là số 1, 2, 3, 4 nè, là mỗi chữ cái là cho riêng cho một số. Please wait for a, mình đoán là wall, là please wait for wall. Thì khi mà mình bấm này lên á, thì cái chữ này nó hiện lên, ok? W-I-H, thì cái này mình đoán từ, mình đoán từ. Cái này là to consume food. Cái consume food là tiêu thụ đồ ăn. Tiêu thụ đồ ăn là gì? Là eat. Còn này là Earth or Mars, trái đất hay là sao hỏa thì gọi là planet. Thì mình đoán là planet đó, nó cái chữ này rồi thì là planet. Bạn thử tìm hiểu trong cái game đó, thử chơi chút xíu. Tại mới đầu nó cấp độ đầu tiên nó cũng rất là đơn giản. Thì khi mà bạn tìm từ nó hỏi cái nghĩa đó, thí dụ như không phải con mèo thì không phải con mèo là con chó, thì bạn sẽ ghi là trót nhé. Từ đó bạn học được tiếng Anh, hoặc là nếu bạn có bất cứ cái app nào có thể giúp bạn bổ sung thêm cái từ vốn từ vựng tiếng Anh của bạn và giúp bạn học tiếng Anh, có thể cách này hoặc cách khác nhưng mà bạn sẽ học được tiếng Anh nếu bạn chơi game mà bằng tiếng Anh. Ý mình nói là học tiếng Anh, vừa học tiếng Anh vừa chơi game. Có thể khi mà chơi game tiếng Anh bạn sẽ cảm thấy rất là lâu, rất là chậm và bạn không tìm được câu trả lời. Và bạn cảm thấy giống như là sao mà nó khó chịu quá, tại vì tiếng Anh với tiếng Việt nó không có giống nhau. Thí dụ như mình không biết cái chữ này là chữ gì, useful facility in hotel, cái chữ này là chữ gì mình không biết, mình biết chữ này rồi, ok, mình sẽ lên Google Chrome, Chrome, mình sẽ lên Chrome, mình đánh ra, mình coi cái chữ này là chữ gì, useful facility in a hotel, this is, cái này là cái dạng cheat đó bạn, giống như là người ta sẽ tìm ra cái đáp án sẵn cho mình luôn. Bấm đây. Ok, useful facility in the hotel là cái gì? Là amenities. Kết quả hồi nãy mình tìm là amenities thì bấm vô amenity. Đó, mình bấm vô. Thế là mình đã tìm được đáp án rồi. Cách này thì nó thấy giống dạng như là nó hơi ăn gian á, nhưng mà đây là lúc mà mình học tiếng Anh thì mình không cần phải biết là ai thắng ai thua hết, chỉ cần mình cảm thấy mình học hỏi được là ok rồi, không cần phải biết là ai thắng ai thua không trong cái chuyện mà học tiếng Anh này. Chủ yếu là mình luyện tiếng Anh cho mình. Và tất cả các game, gần như là các game nào nó cũng có cái solution, có nghĩa là nó có cái cách giải quyết á, bên lề của nó, có nghĩa là lên mạng tìm cái kết quả là sẽ ra thôi. Đó là một dạng của cheat. Cheat có nghĩa là ăn gian, nhưng mà cứ ăn gian đi để học tiếng Anh không sao hết. Cái này nó không ảnh hưởng tới ai hết, nhưng mà mình có thể học tiếng Anh được. Số 8 là mình tập nói chuyện một mình bằng tiếng Anh.
Có thể là cái cách nói chuyện của bạn nói với người khác thì người ta không có hiểu, tại những người xung quanh của bạn không biết nói tiếng Anh, không ai hiểu tiếng Anh, không có ai hiểu bạn đang nói gì hết, thì bạn cứ nói một mình đi. Tại anyway mình cũng hay nói chuyện một mình, giống như là mình hay nói ồ cái này làm sao ta, cái này làm sao ta, ủa tại sao là như vậy, giống vậy đó. Thì thay vì vậy, ồ cái này làm sao ta, nó là gì ta, cái này gọi là what is that, what does it mean, why, là tại sao vậy, là why is it like that. Đó, mình tập nói những cái mà tiếng lòng của mình đó, nói tiếng Anh, thì từ từ bạn sẽ quen với cái việc mà nghe tiếng Anh và nói tiếng Anh. Tại vì mình nói chuyện một mình mà, mình nói mình nghe. Cho dù bạn nói đúng hay bạn nói sai, bạn cần người sửa hay bạn không cần người sửa, nhưng mà ít ra bạn đã tạo được cái môi trường nói tiếng Anh cho riêng của bạn, cho dù những người xung quanh của bạn không nói tiếng Anh. Cuối cùng là số 9, là hãy nghe những video nói tiếng Việt và tiếng Anh. Thì cái video đó có thể là bạn không biết nội dung nó là cái gì, nên bạn cần phải nghe là tiếng Việt, nghe người ta nói tiếng Việt xong người ta lồng tiếng Anh vô. Và mình thấy có rất là nhiều người ở trên YouTube làm những cái video mà nói về tiếng Việt lồng với tiếng Anh, thì mình cũng muốn làm những cái video y chang như vậy đó. Và mình thấy nó rất là bổ ích, tại vì vừa nghe được tiếng Việt, vừa nghe từ tiếng Anh, và giống như là mình tiếng Anh xong mình hiểu nghĩa của tiếng Việt luôn, thì cái chuyện đó rất là tốt. Nếu những người xung quanh của bạn không nói tiếng Anh và bạn cảm thấy rất là khó chịu khi mà không có thể tạo được cái môi trường nói tiếng Anh, mà vừa ào ra ngoài cái là gặp người để nói tiếng Anh liền, thì bước đầu tiên hãy tạo cho mình một cái môi trường chung quanh cái căn phòng nhỏ của mình thôi, gọi là cái nhóm nhỏ của mình thôi, bằng tiếng Anh, ít nhất là cái phone, ít nhất cái phone, những bài nhạc mà mình nghe, là những cái tờ báo mình đọc, những cái video mà mình xem, ít nhiều nếu mà nó là tiếng Anh thì nó cũng giúp cho bạn phần nào trong cái việc mà rèn luyện tiếng Anh của bạn. Chứ nếu bạn nghĩ là chung quanh của mình chả ai nói tiếng Anh hết thì làm sao mình luyện, không sao hết, mình có thể luyện bằng những thứ chung quanh của mình, những thứ gần gũi nhất của mình, không cần bắt buộc phải người khác nói tiếng Anh thì bạn mới giỏi tiếng Anh được. Mình hy vọng là video này của mình giúp cho bạn phần nào trong cái việc mà bổ sung tiếng Anh và rèn luyện tiếng Anh. Xin chào và hẹn gặp lại.